chào mừng cuộc thi mô hình đèn trung thu cấp thành phố năm 2023 với chủ đề lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên. Chỉ đạo nội dung, ban tổ chức hội thi mô hình đèn trung thu cấp thành phố năm 2023, đơn vị thực hiện Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang, Trường Trung học Cơ sở Đội Cấn, Trường Tiểu học Trần Phú, Trường Tiểu học An Tường. Âm nhạc và đạo diễn đồng chí Trần Minh Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố. Biên đạo Dương Thanh Nga, Trường Mầm non Phan Thiết. Sau đây xin phép được bắt đầu. Ông trang nhà, bông sáng xuân đường lên trên cao.